nằm trong các hoạt động tháng thanh niên năm 2023, quận đoàn Cá Răng, thành phố Cần Thơ kết hợp với bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cát Răng. Tại đây, cán bộ y bác sĩ khoa nội và ngoại tổng quát bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã lần lượt thăm khám bệnh cho 250 bà con nhân dân ở hai phường Lê Bình, Tân Phú và hướng dẫn bà con tiếp tục làm các xét nghiệm cận lâm sàng nếu phát hiện những biểu hiện của bệnh. Dịp này, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cấp phát cho mỗi một người dân đến khám một phần quà là 2 kg gạo trị giá 70.000 đồng. Tổng trị giá các hoạt động trong ngày của bệnh viện trên 150 triệu đồng. Trước đó bệnh viện đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hưng Thạnh.